Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Thành Channel và đây là video tiếp theo của mình. Do bức xúc với hoạt động nổ mìn khai thác đá của nhà máy Vicem Sông Thao tại khu 5 xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ, có rất nhiều người dân xung quanh đã tập trung tại mỏ đá để phản đối việc nổ mìn làm đá bay vào nhà dân, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của họ. Mong sự việc nhanh chóng được giải quyết cho bà con trong khu vực an tâm sinh sống và cũng mong bà con tuy rằng trong những lúc bức xúc nhưng cũng không nên nôn nóng và luôn có thái độ ôn hòa giải quyết một cách thấu tình đạt lý. À không, hôm qua cơm chưa đo kích thước, chưa cân. Thế là xác định là có đá. Xác định có đá, những điểm đá con chụp hết rồi. Con chạy ra con. Cái này là nó không. Không, vẫn là đá ở đấy. Đất ở đây. Cái mặt trên của nó này. Video của mình sẽ kết thúc tại đây. Nếu các bạn thấy hay và hữu ích thì hãy bấm like và chia sẻ để nhiều người biết đến hơn. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi sự việc và mình sẽ có mặt để ghi hình lại cung cấp đến các bạn trong những video tiếp theo.